Shop xe đạp An Tâm này xin chào toàn thể các bác có chung với sở thích và đam mê xe đạp thể thao trên toàn quốc. Và đã mấy hôm nay thì em không có làm video vì công việc nó cũng khá là bận. Thì ngày hôm nay xin quay trở lại kênh và lời đầu tiên thì cũng xin được gửi lời chào và kính chúc sức khỏe tất cả các bác khi xem video trên kênh của em ngày hôm nay. Và trong cái nội dung này thì em sẽ làm cái nội dung giới thiệu về cái mẫu xe Adore trong phiên bản Touring và phiên bản tay cong. Tức là một mẫu xe đua và một mẫu xe đường phố. Thì với cái giới thiệu thì ngày hôm nay em chỉ giới thiệu các bác, còn cái sự lựa chọn các bác đặt mẫu nào cũng được. Đấy, bên tay phải em đang bên tay phải của em đây là chiếc Adore phiên bản màu trắng, tay ngang dòng Touring. Còn bên tay trái ở đây là mẫu xe tay cong cũng của Adore nhưng mà là dạng xe đua. Em cũng không làm nội dung so sánh mà em sẽ giới thiệu từng chiếc một để tùy theo nhu cầu của các bác. Có bác thì thích dòng tay cong thì sẽ lựa chọn con chiếc này. Bác thích nhẹ nhàng đi đường phố thì chọn mẫu Touring này, màu cũng rất đẹp cho phiên bản màu trắng này. Với các màu thì đều có các cái màu khác nhau. Bây giờ ở đây các bác có thể thấy là dòng, em để mấy con ra đây, con này màu ghi này, đây là chiếc màu đen, đều có đầy đủ màu sắc nhé. Ở đây cũng là con chiếc màu đen nữa, màu rất đẹp. Thì để đặt hàng và tìm hiểu kỹ hơn thì show em cũng luôn mong muốn là các bác hãy kết bạn Zalo với lại show em để được hỏi về các cái mẫu xe cũng như là tư vấn về cấu hình nó chi tiết hơn. Thì ở đây em sẽ giới thiệu về chiếc Touring này, hai chiếc này về cơ bản là cùng của một hãng sản xuất và giá thì bằng nhau các bác nhé, giá bằng nhau. Giá cụ thể bao nhiêu thì ở phần cuối video em sẽ báo. Em đảm bảo là giá thì rất là cạnh tranh trên thị trường. Các bác thực sự quan tâm đến cái dòng xe Adore này thì hãy ở lại cái video này để xem và em sẽ báo giá cụ thể ở phần cuối video sau khi mà nói qua về cái cấu hình. Thì bên đây là chiếc đây. Bác nào mà ưng ý con này thì chụp ảnh màn hình như này gửi qua Zalo cho em nhé. Zalo, số kết bạn Zalo thì các bác có thể nhìn thấy ở phía đằng sau. Số của em 0843 612 666. Có Zalo, thường thì các bác sẽ kết bạn Zalo với em, nên là hãy kết bạn Zalo để tìm hiểu nhiều thông tin hơn. Còn về cấu hình của xe thì em giới thiệu phần đầu trước, bộ chuyển động là của Shimano. Các bác, anh Cam có thể quay gần lại đây chút đây ạ. Đây là sử dụng tay phanh. Ở hệ phanh ở chiếc Adore này là sử dụng hệ phanh bóp vành đây. Cho các bác một cái trải nghiệm đi cũng rất là an toàn và nhìn nó rất là thoáng xe. Đấy, thực ra cũng rất là nhiều bác mà cũng không thích cái dòng mà phanh đĩa ở đây, đấy, lựa chọn cái phanh cơ. Thì đây nếu mà các bác nào mà yêu thích vẫn cái dòng phanh cơ bóp vành này thì đây là một sự lựa chọn rất là nhìn rất là thời trang và đẹp. Chuyển đến phần lan hoa, phần vành lan hoa là lan hoa thép vành nhôm hai lớp. Thông số của lốp thì em sẽ nhìn ở đây mà em đọc cho các bác nhé, có thể là hơi tối. Đây lốp các bác nhìn thấy thông số lốp ở đây là 700 × 28 và 700 × 23 C. Đấy, thông số lốp ở đây. Khung ghi đông nhôm. Đấy, cổ lái cũng nhôm. Toàn bộ cấu hình khung sườn của hàng Adore này đều là nhôm. Tiếp tục chuyển xuống vị trí đây là các bác sẽ nhìn thấy là hệ phanh thanh dây thì sẽ là đi bên ngoài chứ không phải dòng âm phanh. Thì có dây đi âm, một dây thì sẽ đi âm khung ở đây, dây phanh phía sau ra vị trí này. Ở đây các bác mở đây bóp phanh thì các bác sẽ thấy là nó là dây phanh. Tiếp tục chuyển xuống cái phần bên dưới thì các bác sẽ được trang bị là phần đùi đĩa của Provel. Gạt đĩa trước là của Shimano Touring Touret, Shimano Touring Touret đây. Các bác nhìn trang bị con này cấu hình em nghĩ là nó cũng khá ổn cho cái phân khúc này. Và với cái cấp, với cái bộ chuyển động này với cái cấp độ là 7 lít ở phía sau và 3 đĩa ở phía
trước. Đấy thì khi quay đến cái đoạn này nhá thì em sẽ giải thích thêm một chút nữa để các bác hiểu này. Ở đây thì nó có 3 cái tầng. Đấy cho nên là khi mà các bác đi ở cái quay dọc hướng này, hơn cứ ngồi. Hôm trước có bác bảo là đi như này thì các bác thấy là đi như này thường ấy nó sẽ không đúng đâu. Bây giờ mình đi ở cái tầng lip này thì các bác nhìn sẽ thấy nó ở độ chéo này. Cái lip này, cái lip nhỏ nhất này, gần nhỏ nhất thì nó sẽ tương ứng với lại cái đĩa ở cái tầng to nhất ở đây. Là cái tầng này. Giờ lên đĩa cho các bác xem nhé. Đấy. Đấy thì các bác bây giờ nó mới thẳng được với cái đĩa trước và cái lip ở sau. Nhiều bác thì để ở cái tầng nhỏ nhất xong thì này để ở cái lip này thì nó sẽ bị đi, nó sẽ thường nó bị kêu hoặc nó chạm ở đây. Còn đây là đi nó mới là đúng. Đấy phần này thì em giải thích thêm thôi. Bây giờ quay trở lại với lại cấu hình của phần sau, vẫn là sử dụng vành nhôm hai lớp và thông số lốp vẫn như là bánh phía trước. Trục bi giữa là trục bi bạc đạn, trục trước sau đều sử dụng trục tháo nhanh. Đó. Với một cái phiên bản RS500. Ở đây thì là một cái chiếc xe mới cho nên là bên em chưa lắp bàn đạp vào, chưa lắp cái phần pedal ở đây. Phần pedal là em vẫn treo ở đây, đây là một xe mới. Thì trong quá trình mà vận chuyển xe đi thì bên em sẽ lắp vào và test thử đi tất cả mọi thứ nó ngon lành thì sau đấy mới đóng gói chuyển lại cho các bác. Còn về cấu hình của xe tay cong Adore thì nhìn cơ bản thì nó cũng cơ bản là sử dụng là giống nhau. Cho cái phần cấu hình khung sườn đều là sử dụng nhôm hết và phanh cũng đều sử dụng phanh bóp vành. Kiểu cấu tạo của cái dòng này thì nó hơi khác một chút thôi. Đây là bộ chuyển động của cái dòng tay cong. Cái bộ bên các bác lưu ý nhá, bên phía tay trái bao giờ là cũng là cái bộ gạt số của đĩa ở phía bên tay trái của mình. Còn phía bên tay phải là sẽ điều chỉnh cái lip phía sau, số của lip. Ở đây thì bác nhìn thấy 7, nó cũng 7 cấp độ. Còn đĩa, tầng đĩa phía trước thì chỉ có 2 tầng đĩa thôi. Về cơ bản thì hai cái dòng này theo em này cấu hình nó cũng về cơ bản là giống nhau. Nên chỉ có điều giá thì nó cũng bằng nhau. Ok. Để có thêm thông tin chi tiết thì các bác hãy kết bạn Zalo em. Em nhắc lại là số Zalo thì em để ở phía đằng sau kia, các bác nhìn nhé. Nó rất đơn giản là các bác hãy kết bạn Zalo em sẽ gửi thông tin cho. Thế còn thì cái việc mà xe này thì bây giờ em sẽ báo giá cho cái mẫu xe touring của Adore và tay cong cũng của Adore này là bên em đang bán với giá là 5,2 triệu. Đấy, các bác có lấy thêm quà tặng thì bên em có 4 món quà tặng cho các bác. Đấy, tùy theo các bác sẽ lựa chọn phần quà tặng như nào. Còn nếu không nhận quà thì bên em có thể đàm phán giá bớt cho các bác một chút ít, và giá là đã bao gồm cước phí vận chuyển rồi. Thì rất là mong các bác ủng hộ shop em bằng việc là đăng ký kênh hoặc là cập nhật nhiều hơn những cái video đăng tải hàng ngày. Bây giờ thì em xin chào toàn thể các bác nhé.